Xin chào anh em cầu thủ, đầu chân chân lý mô 8 đã cập bến Việt Nam được vài ngày. Không biết anh em đã yêu lại từ đầu đến đâu rồi. Cà phê nhân phẩm bọn mình đã bắt đầu hành trình leo rank và ra những giáo án mạnh giúp anh em sớm thích nghi. Hãy theo dõi bọn mình để luôn đứng trên đỉnh meta nhé. Đến với chủ đề chính, học nhiều team là một chuyện, nhưng có tận dụng tốt các tướng mà game đưa cho không là một câu chuyện khác. Do đó bọn mình vẫn sẽ đan xen các bài phân tích trận đấu với hướng dẫn đội hình, cũng như sẽ có thêm các series cầm nang thách đấu, cũng như cách giữ máu đầu trận, dùng các chất tướng thế nào, xếp bài, vân vân. Còn hôm nay hãy cùng xem đầu tàu cà phê nhân phẩm xoay bài như nào với đạo trích nhé. You and me, we got this. Vòng trận đầu tiên, không nhặt được kêu cầm nước mắt, em mèo quay xe nhưng lại va vào gà Leo cầm găng. Giải thích qua cho anh em ở vòng trận đầu tiên, anh em nên ưu tiên đai lưng và nước mắt. Đai lưng có thể ghép nhiều đồ giữ máu đầu trận cực ngon là áo choàng lửa, giáp máu và đặc biệt là dây chuyền. Món đồ được bóp rất mạnh khi sang mùa 8. Còn bắp gì thì xem ngay video tổng hợp trang bị trên kênh Cà phê Nhân phẩm nhé. Còn với nước mắt, hiện đang là meta phép nên bùa xanh, Sojin hay quyền trượng khá được yêu thích. Ngoài ra nước mắt còn lắp được dây chuyền như mình vừa nói trên và bàn tay để có thể xoay chuyển các bài đấu cho hợp lý. Chung quy sau một ngày leo lên bạch kim 3 thì cà phê nhân phẩm cùng nhiều kỳ thủ thách đấu mùa trước nhận định đây là hai món ngon nhất. Quay lại với game đấu, round quái cho mèo một gậy, một cung và rất nhiều tiền. Round 2.1 là ba nâng cấp siêu hùng. Đầu tiên là phục hưng Hextech của Camille. Đây thực sự là nâng cấp rất ngon để chốt bài Camille. Tuy nhiên với lượng đồ của mèo thì đánh Camille chưa được tối ưu nên tạm thời loại. Quang thuật bảo hộ của Lux cũng khá ngon để chốt bài Talida đang quá hot meta. Bọn mình cũng đã có video hướng dẫn đội hình này rồi, anh em có thể xem nhé. Sau một hồi suy nghĩ, mèo quyết định chọn Narcissus sống bằng tình cảm. Nguyên nhân là nó không cần kích tộc hệ, cũng có thể tự hồi máu, chỉ cần anh ba trên sân nhảy múa là được. Còn nếu chọn Lux thì mèo phải có khung 3 vệ binh tinh tú và 2 ma pháp sư mới giữ máu tốt được, mà trên sàn thì có ma nào thuộc 2 tộc hệ đấy đâu. Chọn khá muộn nhưng mèo kịp thay Silas 2 sao, Narcissus và Draven vào để giữ máu. Gặp cho mình nhà cấp 4 cũng chả kích tục hệ gì, nhưng vì đông chess hơn nên dễ dàng chiến thắng mèo round đầu tiên. Về nhà, Vi và Ezreal đang đợi mèo trong shop. Không mất quá nhiều thời gian, bán sạch bàn tích 10 vàng và ba đạo trích được đưa vào sân. Dù đã lắp đồ cho Ezreal, nhưng tầm này sẽ là chuỗi thua dành cho mèo mà thôi. Vòng chợ, mèo nhặt được Pen cầm kiếm. Tiếp tục là những trận thua và mèo có được chuỗi 5 với 62 máu. Chiếc hòm đạo trích đầu tiên mở ra với 10 vàng và tháo đồ. Đương nhiên sẽ là tiếp tục phi vụ mà thôi. Rao đá cho mèo một váy, một mảnh kiếm cùng một sách dạy nghề. Check hai nhà dưới rất nhiều, nhưng mèo bỏ quên mất cái ông 90 máu trên kia. Hắn không đổi vị trí Annie sang kia để chống chịu lâu hơn. Còn con Ezreal bên này được lắp full đồ để giữ máu rồi. Có Bad Boy Via Go sớm nhưng cũng chưa đủ để hạ gục được mèo. Mèo mất chuỗi ở đây. Ông trời mỉm cười với mèo khi ra khổng lồ hóa tới vòng chọn tiếp theo. Không khe hai kia là gì, mèo nhanh tay pick luôn để tiếp tục công cuộc tích hũ. Vòng trận thứ hai, mèo nhặt cho mình con Sét cầm sẻng. Sẻng hiện là món đồ rất ít cờ thủ ưa chuộng do các tộc hệ nó biến được đều khá phèn. Chỉ có giáp chess là ngon nhất thôi. Không biết anh chàng này có toan tính gì đây? Cùng tiếp tục theo dõi nhé. Cái cống ngầm tiếp tục mở ra cho mèo xương xương 26 vàng. 72 máu còn nhiều, cứ tiếp tục tích hũ đã rồi tính sau. Mèo lúc này xài luôn Sét để bắt đầu phương án xoay bài. Sét dạy nghề cho mèo ấn linh vật, ấn siêu thú, ấn siêu lừa và ấn vệ binh tinh tú. Đây đều là các ấn cực ngon vì đều thuộc các bài phép đang quá hot meta. Vì nâng cấp đầu tiên là anh ba rồi nên mèo sẽ lấy ấn siêu thú và chắc chắn chốt bài Miss Fortune mà thôi. Rao sói, mèo lên 7 và xả chút tiền, bắt về Set cùng Sejuani và nàng thỏ Miss Fortune cũng đã xuất hiện. Ba con sói cho mèo mảnh nước mắt, mảnh giáp và rất nhiều tiền. Gặp cho mình nhà siêu nhân cuồng phong với Yasuo hai đồ cực đẹp. Dù Miss Fortune ba đồ cũng đẹp nhưng với hàng tiền tuyến khá yếu nên mèo để thua ba chess, tiếp tục phi vụ của mình. 4.2 xuất hiện nâng cấp vàng với tiếp tế thành phần, trái tim đạo trích và lắp kính ngắm. Thôi tầm này đạo trích đạo nhái gì nữa, cho qua đi. Mèo quyết định chọn tiếp tế thành phần vì hiện đang khá thiếu đồ thủ. Cần đồ thủ nhưng game ra hai cái gậy với mảnh găng. Đúng là hài hước thực sự mà. Ảo thật đấy. Mèo lên 8 và bắt đầu up team, đưa ấn siêu thú cho Sét và kích được 5 siêu thú, lắp luôn thú tượng để Sét trâu hơn. Đội hình chưa nâng cấp được gì nhiều nên mèo tiếp tục để thua trước nhà Virgo và chỉ còn lại 2-3 máu, ngưỡng máu khá báo động. Tầm này thì hũ gì cũng phải nhặt thôi. Và đó là hai, lại là hai gậy nữa, cùng đập đồ và nó sẽ đánh sáng. Tiếp tục roll nhưng chưa có gì hay.
mèo cho phi đồ vào sân. Và những đồng xu cuối cùng, mèo thành công lên được xét 2 sao. Gặp cho mình nhà Perfect One đang dưới đáy xã hội hơn mèo với Aurelion Soul Carry. Mèo lắp luôn cho phi đồ mũ và nó xét để bù nhìn phụ sát thương. Giao tranh nổ ra liên tục với những cú thiên thạch rơi nguyên nhà mèo. Sejuani tung chiêu một góc không đẹp lắm, trong khi Miss Fortune bão đạn không trúng sâu. Sâu tiếp tục triệu hồi thiên thạch và đụng vào bù nhìn. Phi đồ bắt đầu nhảy ra hoảng sợ hai con rác tí hon, cùng Miss Fortune xử đẹp sâu và tiễn anh chàng bên kia về top 8. Vòng chợ tiếp theo, mèo nhặt thêm mảnh găng để làm cái bốc bắt họ cho Sejuani. Về tới nhà, Miss Fortune cũng đã lên 2 sao. Thay ra thay vào và mèo quyết định để Fido lên đầu, còn hàng chống chịu sẽ đứng phía sau bù nhìn. Fido Stick có hai kiểu chơi. Một là anh em để hắn là tướng sống cuối cùng và Fido sẽ cân hết cả bàn cờ. Tuy nhiên, lúc Fido sống cuối cùng cũng là lúc các tướng địch tản ra mỗi đứa một phương rồi. Do đó bù nhìn, chưa chắc hoảng sợ được hết và dễ dàng bị hạ gục. Cách 2, anh em có thể làm như mèo. Để Fido lên đầu như một nguồn sát thương phụ và chủ yếu lấy khống chế nguyên nhà, bởi lúc này các tướng vẫn còn co cụm rất nhiều. Fido của em mèo còn cầm nỏ sét ánh sáng, do đó khi hoảng sợ đối phương và gây giảm kháng phép thì những cú bão đạn của Miss Fortune hoàn toàn clear nguyên sàn. Đây cũng là trick chơi Fido Stick, anh em cần lưu ý nhé. Quay lại trận đấu, combo Fido nỏ sét và Miss Fortune bão đạn giúp mèo thắng round 4.5. Anh em cũng có thể nhìn combat xem nhà đối phương bị clear nhanh thế nào. 4.6. Con Sejuani của mèo random hai cái cuồng cung khá đần, do đó anh dùng tháo đồ để đổi đồ cho Sejuani và ra được giáp máu vuốt rồng cực đẹp. Gặp cho mình nhà Camille của cô nàng kiều trang, mèo quên mất còn chú bé đòn Blitz và Miss Fortune bị kéo ra giữa bàn cờ. Trước khi chết, Miss Fortune xả bão đạn về nhà mình để ra tín hiệu SOS. Nhận thấy tín hiệu đấy, Fido bắt đầu ú òa nguyên team địch. Và sau đấy, làm gì có sau đấy nữa, Fido dọn dẹp nguyên sàn mang về chiến thắng cho mèo. Nô đùa cùng rồng mở kho vũ khí và mèo chọn đai lưng để làm quỷ thư do nhà đang thiếu giảm hồi máu. Tầm này mèo chỉ có nhấc Miss Fortune đi đòn từng nhà một thôi. Gặp lại nhà Bad Boy Virgo năm xưa đã đấm mình. Những pha bão quạ và bão đạn dọn sàn quá nhanh khiến Virgo không thể làm gì được. Bất lực nhìn em mèo có ngọn lửa win streak. Gặp cho mình nhà Talia. Đây là lý do trong video tổng quan tộc hệ bọn mình có nói đừng tham ô của Janna là đây. Một pha bão quạ cùng bão đạn của Miss Fortune dọn dẹp quá nhanh dàn sau team địch. Easy win dành cho mèo. Vòng 5.3, gặp nhà siêu nhân cùng phong. Fido tiếp tục có bão quạ khá đẹp, nhưng nhà sổ địch lại được chơi game lần này. Một cú lướt Hasagi làm Fido mất dạng luôn. Trong khi đấy, Miss Fortune lại bão đạn vào mắt người xem. Sejuani cố níu kéo bằng nhà ngục băng giá, nhưng vì giao tranh chưa được 15 giây nên áo choàng thủy ngân của Yasuo vẫn còn tác dụng. Yasuo cứ thế là lướt càn quét tất cả, không kịp để Miss Fortune xả đạn sửa sai. Mèo nhận về trận thua nguyên nhà và chỉ còn 7 máu. Vòng chợ, mèo nhặt về huyết kiếm và lắp cho Seth, giúp thần binh này chống chịu lâu hơn. Gặp nhà 4 chủ lực cùng Vi gánh team. Lần này nhà kia đã xếp tách team ra để không bị ăn khống chế từ Fido. Nếu là cà phê nhân phẩm thì mình sẽ để hai cái cột sát vào các tướng chống chịu như cách mèo để hàng chống chịu tập hợp thành một hàng ngang. Chiêu thức Fido sẽ nhảy thẳng vào nơi nhiều kẻ địch nhất và nếu xếp ở hàng đầu thì Fido chỉ nhảy thẳng vào hàng đầu được mà thôi. Không bất ngờ, Fido em mèo nhảy thẳng vào ba carry địch, trong khi Fido nhà người ta ú òa được mỗi hàng chống chịu phía trên và chạy ra chỗ Miss Fortune đúng kiểu kích mana cho cô. Một pha bão quạ kết hợp bão đạn là đủ dọn dẹp sạch sẽ bàn cờ. Chỉ còn lại Miss vào địch đang lẻ loi cô đơn thì có mặt cửa háng thắng được. Vòng 5.6, mèo lên cấp 9 và thêm Leona, chọn Seth làm thủ lĩnh. Gặp cho mình cái bóng nhà Talia. Miss Fortune đang bắn Alista thì bất ngờ quay sang bắn Echo. Lần này Fido ú òa nhưng bên kia đã kẹp 3 hộ công nên con bù nhìn này hầu như không gây được quá nhiều sát thương, nhanh chóng phải nằm xuống. Trong khi Miss Fortune bão đạn vào đâu tôi cũng không biết nữa. Lần này Sejuani của mèo random đồ tranh khá đẹp nhưng cũng phải sớm nằm xuống trước những pha dựng tường từ Talia. Miss Fortune xả bão đạn lần hai nhưng không hề trúng Talia, chỉ còn Seth và Echo đang đấm nhau trên kia cùng hai sát thương phía sau. Overtime đã điểm, Miss Fortune với dây khổng lồ thành công sốc chạy Echo, trong khi Seth tỏ ra quá trâu bò với thú tượng và huyết kiếm hồi máu cùng giáp bảo từ kỹ năng. Seth và Miss Fortune đem về cho em mèo trận thắng tiếp theo. Mở hòm vũ khí và chọn giáp gai để counter nhà Z. 6.1, dấu X chỉ đúng vào nhà Z, nhà mèo sợ nhất. Nếu sếp không khéo để Z thịt Miss Fortune thì chắc chắn một cửa out top dành cho mèo. Mèo sếp Fido và Vi ở dưới để đón đầu Z, cầm Miss Fortune và trách nhà rất kỹ để trước vị trí cân đổi. Đợi bên kia đảo Z, mèo nhanh tay về nhà và đổi Miss Fortune sang kia. Né Z thành công, mèo cho luôn Vi giáp gai để counter Z. Fido bị Z chọc vài cái liền bão quạ chạy trốn. Nỏ sét Fido cùng bão đạn dễ dàng clear nguyên sàn. Chỉ còn Z vẫn đang nô đùa cùng chị Sáu đấm bốc Vi với giáp gai. Z bất lực, Z nằm xuống,
và suýt nữa tiễn nhà kia lên bảng. Đối thủ tiếp theo chính là siêu nhân cuồng phong. Sejuni random giáp gai rất đẹp, câu giờ cho Miss Fortune xả đạn. Một lần nữa, Miss Fo đúng phò, xả bão đạn vào mắt người xem. Yasuo Hasagi trúng cả Seth lẫn Fiddle, chọc tức gã bù nhìn. Fiddle nhảy ra hoảng sợ nguyên tim. Vừa đã qua 15 giây và quá nhiều cái xác phải nằm xuống, Fiddle đang càn quét tất cả. Yasuo chém Seth trong bất lực và phải nằm xuống trước bão đạn của Miss Fortune, một sự trả thù ngọt ngào. Gặp cho mình nhà 4 chủ lực và đồ tranh được dồn cho Seth, giống nhà mèo. Hai Seth chống chịu rất lâu trong khi hai Miss Fortune tự biết tìm địa điểm của nhau mà xả đạn. Mordekaiser trước khi nằm xuống gọi nhà rơi thẳng chỗ Fiddle, chọc giận gã bù nhìn. Fiddle càn quét nốt phần còn lại và đem về cái top 1 cho em mèo. Qua trận đấu này, anh em có thể hiểu nhiều hơn về cách triển khai, cách xếp bài của các cờ thủ thách đấu Việt Nam ở mùa mới. Mỗi tướng đều có những đặc điểm riêng. Để trải nghiệm leo rank mùa 8 tốt nhất, anh em cần hiểu sâu về từng tướng để có thể sử dụng chúng hiệu quả nhé. Ngoài ra, Seth hiện nay đang là một tranh cơ rất khỏe khi biến thần giáp. Hãy tận dụng hàng tiền tuyến siêu châu bò này để leo rank nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ giá bán nào nhé. Chúc anh em thật nhiều may mắn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.